Và chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với các chức năng tạo điểm ảnh trong phần Pixel của Filter. Các bạn vào Filter và chọn menu Color Hand Tone. Với các đối tượng này, khi các bạn cho thông số này về bằng 0, nó tính theo độ. Ví dụ tôi cho bằng 0 hết. Nó tạo ra những điểm chấm ảnh. Sau khi OK, các bạn quan sát thấy này, các đối tượng ta chỉ gồm các dải màu đen trắng và chia những ô vuông rất nhỏ. Còn nếu như tôi cần chuyển Z lại, tôi giữ nguyên mặc định các thông số thì chúng ta sẽ có các điểm ảnh có màu. Ở đây tôi cho 180, 90, 45 và 15. Đương nhiên các bạn có thể tăng phần pixel này, tức là bán kính của những cái điểm tròn. Ví dụ tôi tăng 50, OK. Thì bán kính lớn hơn và nhiều màu sắc hơn. Còn thông thường chúng ta cần Z lại và giữ nguyên vị trí bán kính mà thôi. Bây giờ chúng ta làm quen chức năng tiếp theo ở phần Pixel tạo điểm ảnh, đó là Mosaic. Các bạn hay thấy chúng ta có những cường độ làm mờ kiểu này. Đôi khi các bạn muốn làm mờ nhòe vị trí khuôn mặt của một đối tượng mà chúng ta không muốn cho nhìn, thì chúng ta dùng chức năng này. Còn trung bình, nếu như chúng ta để thông số nhỏ thì đối tượng chúng ta sẽ bị nhòe như kiểu vỡ từng pixel một. Nếu OK là chúng ta đồng ý. Còn nếu các bạn có chức năng nào đó mà muốn dùng khác đi, các bạn có thể tăng thông số ở lên. Ví dụ tôi có thể dùng công cụ đắt tăng khoanh vùng cái đèn này, tôi chỉ tác động vùng đèn này thôi, vào filter pixel và tiếp tục mosaic và tăng cường độ lên. Đối tượng chúng ta sau khi OK những cần 2D bỏ chọn thì nó sẽ làm mờ ảo hơn vùng này. Bây giờ tôi nhấn F12 revert lại.